Công chứng 4 lô đất trong một ngày thứ 6 đẹp trời. Hôm nay thì công ty mình tổ chức ký công chứng sang tên cho 5 khách hàng. Rất may mắn khi cá nhân mình có 4 khách hàng ký công chứng sang tên. Và 4 khách hàng này thì ở 4 nơi khá là khác nhau. Một anh thì ở Nam Định, một anh thì ở Hà Nam, một bác thì ở bên Yên Phong Bắc Ninh và một chị thì ở ngay Hà Nội, Thạch Thất, Hà Nội các bạn ạ. Và những sản phẩm mà các khách hàng này mua thì đều ở Thanh Hóa, với cái mức giá khá là hợp lý, chỉ vài trăm triệu thôi. Với cái mức vài trăm triệu này thì gần như là mình nghĩ là ở Việt Nam đa phần mọi người đều có. Trong 4 người mua thì chỉ có 1 người đã đi xem thôi, còn 3 người là mua online. Và các bạn biết tại sao người ta lại dễ dàng mua như vậy không? Thứ nhất ấy, là cái giá trị của những cái bất động sản này nó rất nhỏ. Nhỏ đến mức mà người ta có thể là mua để ủng hộ, mua cho vui được. Và tiếp đến đó chính là trong quá trình tìm hiểu ấy, thì những vị khách hàng này được xem toàn bộ những thông tin, hình ảnh, video, chi tiết về sản phẩm cũng như là về quỹ đất. Dẫn đến là cái việc mà đi xem thực tế nó lại không còn quá quan trọng nữa. Và nhiều người đã quyết định mua chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi. Mọi người cứ nghĩ là mua những cái sản phẩm giá trị nhỏ thì mua online. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì những cái mảnh đất giá trị lớn từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng, mọi người cũng sẵn sàng mua online, không cần phải đi xem. Và thời điểm hiện tại thì mình nghĩ cũng là cái thời điểm rất phù hợp để chúng ta đi đầu tư bất động sản. Bởi vì tại sao? Thứ nhất ấy, đó chính là lãi suất của ngân hàng. Các bạn có thể thấy là cách đây khoảng hơn 1 năm thì khi mà chúng ta đi gửi ngân hàng ấy thì lãi suất khoảng độ tầm 9 cho đến hơn 10%. Mình có một bác khách hàng có gửi vào ngân hàng SHB là 500 triệu và thời điểm bác ấy gửi là các bạn biết lãi suất là bao nhiêu không? 10.5%. Một cái mức lãi suất mà rất khủng khiếp. Nhưng mà thời điểm hiện tại cũng với số tiền đó mà chúng ta đi gửi ấy, thì đâu đó chỉ được khoảng độ tầm 5 cho đến hơn 5 chấm thôi. Có nghĩa là đã bị giảm đi khoảng một nửa. Đó là về góc độ của ngân hàng. Và vàng thì sao? Ở thời điểm hiện tại thì như các bạn có thể thấy thì giá vàng cũng đã phá hết đỉnh này cho đến đỉnh khác. Và hiện tại thì giá vàng cũng đang ở ngưỡng khá cao, cho nên là nhiều người cũng đã bán vàng đi để sang những kênh đầu tư khác. Và một kênh đầu tư khá phổ biến ở Việt Nam đó chính là chứng khoán. Chứng khoán thì không phải ai cũng chơi. Giới trẻ chơi thì nhiều thôi. Còn các bác cô chú trung tuổi thì cũng có chơi nhưng mà số lượng sẽ không thể đông đảo bằng giới trẻ. Do cái đặc tính của chứng khoán là chúng ta phải am hiểu về thị trường. Chúng ta phải thường xuyên sử dụng các thiết bị công nghệ như máy tính hay điện thoại. Cho nên là đối với những cô chú trung tuổi thì không phải ai cũng chơi. Và đặc biệt là những bạn trẻ như cá nhân mình đấy cũng thế thôi. Mình cũng đã từng tham gia vào thị trường chứng khoán thôi, nhưng mà thật sự luôn là để mà sẵn sàng 100% thì mình cũng chưa sẵn sàng. Đó là một vài kênh chính. Và tiếp theo là Bitcoin. Các bạn có thể thấy là trong thời gian gần đây Bitcoin cũng đã lên giá rất là tốt. Và cái việc lên giá như vậy nó dẫn đến là khá nhiều người có Bitcoin cũng đã có xu hướng rút Bitcoin ra và bán lấy tiền mặt. Và ở Việt Nam thì kênh đầu tư bất động sản vẫn là kênh được hưởng lợi nhiều nhất. Và các bạn có thể để ý là theo thống kê thì ở thời điểm cao điểm nhất cách đây một thời gian ngắn thì tổng số tiền gửi vào trong các ngân hàng ấy là 13,6 triệu tỷ, một con số rất lớn. Và các bạn biết là ở khu vực Hà Nội thì có bao nhiêu người đang gửi vào ngân hàng không? Tổng số tiền đang gửi vào trong ngân hàng ở khu vực Hà Nội là lên đến khoảng 4,6 triệu, khoảng đó mình cũng không nhớ con số chính xác lắm. Có nghĩa là ở Hà Nội đã chiếm khoảng độ tầm 30% cái số tiền gửi vào tiết kiệm của cả nước rồi. Cho nên là cái việc khi mà lãi suất từ cao xuống thấp thì dẫn đến là toàn bộ những người mà đang có cái số tiền gửi tiết kiệm, người ta sẽ có xu hướng rút tiền để đi mua những cái sản phẩm khác. Cho nên là trong thời gian gần đây các bạn có thể thấy là những cái sản phẩm như chung cư này, biệt thự này, nhà phố này, shop house hoặc là bất động sản tại các khu đô thị hay là đất nền cũng đã giao dịch rất tốt. Và mình nghĩ là với cái chiều hướng như thế này thì trong thời gian tới thôi thì giá bất động sản sẽ tăng trưởng khá là mạnh mẽ. Theo quan điểm của các bạn thì thời điểm này đã phải là thời điểm thích hợp để đầu tư bất động sản hay chưa? Và lý do tại sao?